Thích lắm ông ơi. Nhưng mà nhà ông mà trồng cái gì được không trồng được với nó. À. Nó ăn hết từng cây hoa cho đến còn ăn tiệt. Không có ăn ba cỏ này được. Nó ăn cỏ. Nhưng mà nó không có mưa mấy này chứ. Ồ đấy, ông thấy dòng muống không lên được với nó kìa. Dòng muống cũng thịt luôn. Rồi anh mua gà con ở đâu? Gà con người ta cho. Gà này gà Mỹ chứ đâu gà Việt Nam hả? Gà Việt Nam chứ. Gà nuôi bộ.